Vô tình thì mình gặp con dế này, nó đang ăn cỏ. Nó mê ăn tới mức mình chạm vào nó được luôn, nó không thèm để ý gì mình. Điều là mình không ngờ nữa là nó leo lên tay của mình luôn. Con dế thì nó cũng dễ thương gì đâu. Đối với mấy con dế thì mình làm càng nhẹ nhàng là nó không bao giờ bỏ mình mà nó chạy đâu mọi người. Mà nó rất là gần gũi với mình luôn. Ở bên đây cũng có một con dế con, để mình lấy ngón tay mình để vô để coi coi nó leo lên tay của mình hay không. Nó leo lên luôn nè mọi người. Đôi cánh của con dế con này thì nó chưa phát triển, mà hai chân sau của nó mất hết một chân nữa chứ. Còn nhỏ xíu à mà đã bị thương tật rồi. Cuộc sống thì còn dài lắm, không biết sao sau này sẽ ra sao.